Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Việt TV. Quý vị thân mến, gần đây khi chứng kiến những cuộc tiếp xúc thân mật giữa các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Nga, giới truyền thông Trung Quốc đã có những động thái vô cùng buồn cười. Chẳng hạn như trên trang mạng Sohu của Trung Quốc đã cho đăng tải một bài viết có tiêu đề Nga cấu kết với Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự ở Biển Đông, phía ta không thể khoanh tay mồi nhìn. Trong bài viết ấy, tác giả đã dùng một giọng điệu vừa xuyên tạc, vừa hống hách để cảnh báo Nga không nên dây vào Việt Nam bởi vì việc làm này cũng giống như việc Nga đang tự hút đầu mình vào vách sắt mà thôi. Vậy chi tiết hơn, phía Trung Quốc đã nhắn gửi gì cho Nga và cho cả Việt Nam? Chúng tôi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu ngay sau đây cùng với một chiếc clip vô cùng thú vị. Mở đầu bài viết, tác giả đã tường thuật một cách chi tiết tất cả những động thái của Nga trong thời gian gần đây. Cụ thể hơn, đầu tiên là Nga là nước chủ nhà lôi kéo Việt Nam, Philippines và Ấn Độ tham gia hội thảo với danh nghĩa duy trì hòa bình, an ninh ở Biển Đông, nhưng lại không hề mời Trung Quốc tham gia. Đó cho thấy một điều hiển nhiên rằng nước này tự có chủ kiến riêng của mình trong vấn đề Biển Đông. Kế đến, Nga lại đồng ý xuất khẩu tên lửa chống hạm BrahMos cho Việt Nam và Philippines. Trong khi đó thì hai nước này lại là hai nước khuấy động Biển Đông và biến mình trở thành một cái gai nhỏ khiêu khích quyền lợi của Trung Quốc tại đây. Vậy nên hành động đó của Nga không thể không khiến cho Trung Quốc hơi nghi ngờ được. Hơn nữa, mấy ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn có cuộc gặp gỡ với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Hoàng Xuân Chiến. Tại đây, hai nước đã nhấn mạnh việc cần tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai bên, cũng như tìm kiếm phương hướng mới cho các hợp tác quân sự sắp tới đây. Điểm đáng chú ý nhất chính là việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng hai bên nên đẩy mạnh hợp tác quân sự mới. Tức là, trước đây họ đã từng liên kết quân sự chặt chẽ, nhưng hiện tại nó đã trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Giờ đây thì Nga muốn kết nối lại với Việt Nam, một tiểu bá vương mới nổi ở bán đảo Đông Dương, để giúp nước này nâng cao năng lực đối phó với Trung Quốc hùng mạnh. Vâng, tất cả những sự kiện được tác giả bài đang đưa ra đều hoàn toàn chính xác. Nhưng vấn đề ở đây là, giới truyền thông Trung Quốc đang nhìn nhận chúng ở một khía cạnh hết sức thù địch và có phần phiến diện. Họ thậm chí còn đang suy bụng ta ra bụng người khi mà cho rằng những cuộc gặp gỡ giữa Nga, Việt Nam và Philippines chính là để tìm cách đối phó mình. Để rồi, từ chính suy nghĩ lệch lạc ấy, tác giả bài viết đã có những phát ngôn sặc mùi chia rẽ như sau. Nga nên nhớ rằng chính họ đã không ngừng đổ thêm dầu vào lửa để làm bùng lên cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung vào năm 1979. Để rồi, trong trận chiến đó, Trung Quốc đã tiêu diệt được mấy vạn nhân viên cố vấn của Liên Xô. Sau đó, Trung Quốc còn đánh cho Việt Nam hiện nguyên hình trong suốt hơn 10 năm chiến đấu ngoan cường tại biên giới. Đó khiến cho Liên Xô phải giải thể chiến lược Liên Hợp Xô Viết đánh Trung Quốc khi mà kế sách bị thất bại hoàn toàn. Còn trước đó, vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, Liên Xô cũng đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam số tiền khổng lồ trên 60 tỷ đô la, nó khiến cho họ trở nên khánh kiệt và cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Liên bang Xô Viết bị giải tán. Ấy vậy mà khi mà Nga lên kế thừa Xô Viết, họ vẫn giữ chí hướng như người tiền nhiệm và duy trì mối quan hệ hợp tác quân sự cốt với Việt Nam. Ví dụ điển hình nhất là chuyện hải quân Nga đóng chốt ở Cam Ranh, tạo nên mối nguy hiểm lớn đối với Trung Quốc. Nó khiến cho Việt Nam trở nên hung hăng vô cùng và không còn kiêng nể gì đường chính đoạn của nước mình. Họ thậm chí còn chiếm mấy chục đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa và khai thác dầu khí quy mô lớn tại bãi Tư Chính đến năm 2002. Nhưng cuối cùng, khi mà nguồn tài lực đã cạn, lính Nga cũng phải rút về nước khiến cho mối quan hệ Việt-Nga rơi vào thời kỳ mờ nhạt nhất. Còn trong vài năm trở lại đây, sức mạnh tổng thể của Trung Quốc đã phát triển đến mức có thể đấu tay đôi với quân lực Hoa Kỳ. Chúng ta bắt đầu chú ý đến Biển Đông và tìm Việt Nam để tính sổ. Minh chứng là Trung Quốc đã cử hàng loạt tàu hải cảnh, tàu khu trục vạn tấn và máy bay ném bom có bán kính tác chiến hàng ngàn km đến tuần tra xung quanh các đảo bị Việt Nam chiếm đóng. Mục đích chính là giành lại quyền kiểm soát khu vực, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vượt tuyến và chặn đứng việc nước này khai thác dầu khí ở bãi biển tiềm năng. Tự chung lại ý của tác giả là tại Việt Nam mà Nga mới sụp đổ, tại vì Nga mà Việt Nam mới ngang ngược như thế trên Biển Đông. Nhưng trời bắt dung gian, cuối cùng âm mưu của kẻ ác cũng bị tan thành mây khói và Trung Quốc vẫn lớn mạnh cho đến ngày hôm nay. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn nhấn mạnh, mạnh mồm khẳng định rằng trước những con tàu hải cảnh vạn tấn của họ, Việt Nam chỉ có những con tàu cảnh sát biển trăm tấn yếu đến nỗi mà gió thổi cũng bay. Chính vì thế mà Việt Nam đang âm mưu dẫn thế lực bên ngoài vào kiềm chế mình. Chẳng hạn như mới đây thì Việt Nam cho đón tàu sân bay của Mỹ tại cảng Đà Nẵng. Cùng lúc đó thì diễn tập quân sự với Ấn Độ, lôi kéo tàu chiến Nhật Bản đến neo đậu và còn đặt mua cả tên lửa chống hạm của Nga. Nghe đến đây thì chắc chắn rằng nhiều cư dân mạng Trung Quốc sẽ cảm thấy vô cùng hả hê, khoái chí đúng không nào? Nhưng mà sự thật thì trang Sohu đang rót mật vào tai dân chúng để mị dân mà thôi.
Vì các bạn nên biết rằng tổng số tiền mà Nga viện trợ cho Việt Nam suốt những năm tháng chiến tranh chưa từng được công bố. Không một ai biết chính xác Việt Nam nhận được bao nhiêu tiền từ anh bạn của mình. Người ta chỉ biết rằng là quân lực Bắc Việt dù có nhờ đến sự giúp đỡ của Liên Xô thật, nhưng phần lớn họ vẫn tự thân vận động và tự làm kinh tế để nuôi sống cuộc chiến. Vậy nên, con số được Mỹ ước tính từ năm 1975 trở về trước chỉ rơi vào tầm 4 đến 6,8 tỷ đô la. Còn sau năm 1975 khi Liên Xô sụp đổ, thì họ chỉ viện trợ từ 700 triệu đến 1 tỷ đô la mỗi năm cho Việt Nam mà thôi. Nếu tính chung giai đoạn năm 1950 đến năm 1990, thì con số ấy chỉ khoảng 25 tỷ đô la cùng. Ngay cả một nước nghèo như Trung Quốc mà còn viện trợ cho Việt Nam tận 20 tỷ đô trong thời kỳ chống Mỹ, thì con số trên quá là nhỏ bé so với một siêu cường như Liên Xô đây. Tiếp đến là những màn bốc phét quá đà của tác giả bài đăng trên trang Sohu về thành tựu đạt được trong cuộc chiến. Thống kê cho thấy trong cuộc chiến Việt-Trung, chỉ có một số ít cố vấn quân sự Nga bị tử trận, chứ làm gì lên đến con số hàng vạn người như nhà báo nói. Làm gì có chuyện Trung Quốc đánh Việt Nam hiện nguyên hình, mà chỉ có Việt Nam đánh Trung Quốc quay xe trở ngược với nước mình mà thôi. Nhưng buồn cười nhất là cái chuyện truyền thông nước này nói phét với sức mạnh quân sự của họ. Vì nếu tàu hải quân của Việt Nam yếu đến độ gió thổi bay trước tàu hải vận vạn tấn của Trung Quốc, thì lý do gì mà mới đây Trung Quốc bất lực đứng nhìn Việt Nam đặt giàn khoan mới tại bãi Tư Chính? Lý do gì mà hàng loạt trang báo mạng của nước này lại rêu rao rằng mình không thể xua đuổi một Việt Nam ngang ngược ra khỏi hòn đảo đầy tiềm năng? Nhưng chuyện đâu chỉ có thế. Trung Quốc còn nói rằng Nga đang dựa vào mình để có thể chiến thắng tại Ukraine. Cụ thể hơn là tác giả viết rằng hiện nay Nga đang xa lầy trong chiến tranh ở Ukraine nên rất cần cầu cứu Trung Quốc. Nếu không có chúng ta tiếp máu trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và tiếp sức trong một số trường hợp ngoại giao khác, thì e rằng ngày nay 4 tỉnh miền đông Ukraine đã không còn nằm trong tay của Nga. Những lời lẽ trên được đưa ra sau khi truyền thông Trung Quốc cáo buộc Nga hợp tác quân sự với Việt Nam, nghĩa là họ đang cản trở mình, vươn đến mục tiêu cắt đứt con đường giao thương hàng hải của các nước trong vùng, buộc họ phải tách khỏi Hoa Kỳ và tiến đến khống chế Biển Đông. Vâng, mục đích của Trung Quốc đã quá rõ ràng. Họ muốn dùng những lời lẽ đó để đe nẹt Nga không nên làm chuyện tự sát hay gục đầu vào vách sắt như thế, vì chỉ cần Nga khiến cho Trung Quốc phật lòng chút nữa thôi thì nước này sẽ lãnh đủ khi mà họ đang nằm ở dưới và lệ thuộc vào mình quá nhiều. Nhưng nói như thế, tức là Trung Quốc đã quên mất rằng Nga cũng là một siêu cường về quân sự. Ngoài Trung Quốc ra thì Nga còn có mối quan hệ rất tốt với nhiều quốc gia khác nhau. Còn chuyện Nga lệ thuộc vào họ trong cuộc chiến ở Ukraine thì phần nào cũng có, nhưng nó cũng giống như việc Trung Quốc đang lệ thuộc vào Nga vậy thôi. Vì nếu như mà anh bạn này thua trận Ukraine, Mỹ và phương Tây sẽ thắng thế, lúc đó thì họ sẽ chẳng có ai kiềm chế nữa và bắt đầu chĩa mũi dùi về Trung Quốc để tấn công tổng lực khiến nước này phải khốn đốn lao đao. Ngoài ra thì, trong mối quan hệ hợp tác kinh tế đầu tư hai chiều, Trung Quốc cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ những bản hợp đồng tỷ đô với nước bạn. Vậy nên có thể nói là quan hệ Nga-Trung là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, chứ không phải kiểu quan hệ cơ trên cơ dưới đâu nha. Thiết nghĩ là giới truyền thông Trung Quốc nên bớt vênh mặt lên trời, mà hãy ngó xuống dưới để nhìn nhận đúng sự việc. Họ không nên khoác lác, hống hách và ra vẻ ta đây như thế để tránh làm trò cười cho thiên hạ bản dân. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy comment xuống dưới video để mọi người cùng thảo luận nhé! Chiến sự Ukraine ngày càng ác liệt, tất nhiên Mỹ và phương Tây đã về một phe. Nga giờ chỉ còn cách cộng sinh cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và các nước thân cận khác mới có thể đủ sức làm đối trọng với NATO. Chính vì sự quan trọng của Trung Quốc đối với Nga trong thời gian gần đây mà nhiều người đã cho rằng Nga sẽ nhắm mắt trước các hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đối với Việt Nam. Bởi vì rõ ràng, để mang lên bản cân đo đếm thì thực sự chúng ta phải thừa nhận Trung Quốc có giá trị quá lớn đối với Nga so với Việt Nam. Liệu Nga sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những hành động phi pháp của Trung Quốc hay không? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu bài phân tích của chuyên gia Trung Quốc trong vấn đề này các bạn nhé! Đội tàu của Trung Quốc hoạt động Kelo 0403 của Vietso Petro khoảng 32 km. Vietso Petro là liên doanh giữa tập đoàn Nga, Gyarubenev và Petro Việt Nam. Sự kiện này xảy ra vào lúc Moscow đang xích lại gần với Bắc Kinh nhằm tìm kiếm hậu thuẫn và hình thành một liên minh đối trọng với phương Tây, trong khi Nga cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự và khai thác dầu khí. Liệu sự phụ thuộc chặt chẽ hơn vào Bắc Kinh có khiến Moscow điều chỉnh thái độ với Hà Nội? Nga sẽ nhắm mắt làm ngơ trước yêu sách của Trung Quốc, độc chiếm Biển Đông. Việc Nga hợp tác hỗ trợ cùng Việt Nam cũng làm cho Bắc Kinh phải dè chừng phần nào đó, có thể coi là một phương tiện hỗ trợ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Đúng là Trung Quốc không ngừng gây sức ép làm Việt Nam nản lòng trong việc tự thăm dò dầu khí, kể cả trong vùng đặc quyền kinh tế. Vì thế, Bắc Kinh đã dùng cả những biện pháp đe dọa quân sự trực tiếp,
gây áp lực với các công ty nước ngoài tham gia những dự án đó. Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường chín đoạn đã được định hình lại năm 2017 và gộp cả phần lớn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó có gần 70 mỏ dầu khí. Vào tháng 7 năm 2019, đội tàu hải dương địa chất 8 của Trung Quốc gồm một tàu khảo sát và 4 tàu hải cảnh đã qua lại thường xuyên gần hai cụm dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây xáo trộn hoạt động thăm dò. Có thể thấy Bắc Kinh tiến hành một cách bài bản, chiến lược gây áp lực với đối tác nước ngoài tham gia vào những dự án dầu khí ở Việt Nam nhằm buộc họ từ bỏ thị trường và cản trở hoạt động khai thác dầu mỏ của Việt Nam. Chiến lược này đã được áp dụng hiệu quả đối với công ty Repsan. Năm 2018, chi nhánh của công ty Tây Ban Nha gián đoạn hoạt động do Trung Quốc đe dọa trực tiếp. Trong bối cảnh nhạy cảm đó, người ta thấy từ vài năm gần đây, các tập đoàn Nga tất cả đều thân với chính quyền Moscow, tiến hành chiến lược tránh rời khỏi và giúp sức để không bị khỏi thị trường Việt Nam. Nga muốn trở thành một nhân tố năng động hơn về kinh tế lẫn chiến lược ở Đông Nam Á. Moscow cũng không muốn Bắc Kinh kiểm soát những tuyến đường hàng hải chiến lược về địa chính trị nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo tôi, tham vọng này của Nga càng được củng cố thêm trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, đồng thời bổ trợ cho chiến lược của Hà Nội đang tìm cách gia tăng quan hệ với các đối tác ngoài khu vực để giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Theo tôi, có thể khẳng định rằng có sự đồng nhất với lợi ích giữa Việt Nam và Nga thông qua trung gian là các công ty dầu khí. Mục đích là không để cho Trung Quốc có quá nhiều không gian kinh tế và chiến lược ở Biển Đông, cho nên chừng nào vị thế của Nga chưa bị suy yếu quá nhiều, ví dụ do tác động từ thất bại ở Ukraine nếu xảy ra chẳng hạn, Hà Nội vẫn có thể dựa vào đối tác hùng mạnh này để chống đỡ áp lực từ Trung Quốc. Việt Nam và Nga không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau. Giả sử xảy ra xung đột liên quan đến tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, liệu Việt Nam có thể trông cậy vào hỗ trợ của Nga? Hiện giờ, Nga bị kéo vào cuộc xung đột khó khăn ở Ukraine và duy trì mối quan hệ ngoại giao phức tạp với các cường quốc khác. Những nước này không công khai ủng hộ hành động của Nga ở Ukraine, nhưng từ chối lên án và cũng không tham gia phần nào vào cơ chế trừng phạt Moscow do phương Tây áp đặt. Tuy nhiên, sự ủng hộ này xuất phát từ việc có chung lập trường chính trị hoặc có chung lợi ích chiến lược và địa chính trị cũng phải có qua có lại. Đây là điểm liên quan đặc biệt đến hai nước Nga và Trung Quốc. Nếu giờ chúng ta đưa ví dụ này vào tình hình Biển Đông, trong giả thiết xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tương lai gần, thì chúng tôi tin rằng Nga sẽ lại rơi vào tình huống khó xử. Thực vậy, sự phụ thuộc nhau về địa chính trị với Trung Quốc mà chúng ta đề cập ở trên, cũng như việc Nga phải tiếp tục hưởng sự hỗ trợ ngoại giao, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác từ cường quốc láng giềng có thể dẫn đến việc các nhà lãnh đạo Nga phải hạn chế phản đối và thậm chí là im lặng trước hành động của Trung Quốc. Bất chấp việc Việt Nam là một nước có lợi cho Moscow như chúng ta đã nói. Vì thế, tất cả sẽ còn phụ thuộc vào mức độ lệ thuộc địa chính trị Nga-Trung vào thời điểm nổ ra xung đột trong trường hợp xảy ra. Do đó, có lẽ Việt Nam cần kích hoạt trước những kênh ngoại giao với Moscow để triển khai một khuôn khổ hợp tác khủng hoảng với Nga và nếu có thể tác động đến phân tích của Nga về tình hình Đông Nam Á. Việt Nam không cần quá lo lắng về nguy cơ Nga ủng hộ những yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc trong đường chiến đoạn ở Biển Đông. Trong bối cảnh phụ thuộc vào nhau về địa chính trị như tôi vừa nêu, Nga không thể đi xa hơn việc ủng hộ những yêu sách của Trung Quốc đối với Đài Loan, lẫn Biển Đông. Chúng ta thấy là Trung Quốc từ chối lên án cuộc xâm lược Ukraine và chỉ kêu gọi các bên tham chiến đối thoại. Ngoài ra thì cũng cần phải nhấn mạnh đến sức mạnh và đặc thù của mối quan hệ Nga-Trung, nên rất khó cho Moscow lên tiếng chỉ trích những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Thêm vào đó phải kể đến những yếu tố mang tính pháp lý và lịch sử, bởi vì Moscow giành được Kremlin vì đó là vùng đất lịch sử của Nga, ít nhất từ năm 1792. Tương tự Trung Quốc cũng viện đến lập luận lịch sử để đòi chủ quyền với hầu hết vùng Biển Đông, nhưng phía Việt Nam lại có những bằng chứng xác thực và chính xác hơn. Nhìn từ phía Nga có thể thấy mối quan hệ song song giữa Kremlin, vùng đất lịch sử của Nga với Biển Đông, vùng biển lịch sử của Việt Nam. Vì những lý do chiến thuật đó, Moscow cũng khó có thể nghe theo Bắc Kinh hoàn toàn. Theo tôi, dù có lập luận như thế, không có nghĩa là Moscow sẽ tự động và ủng hộ hết mình Trung Quốc ở Biển Đông. Thực vậy, Nga cũng ý thức rằng khả năng địa chính trị của nước láng giềng hùng mạnh trong chừng mực nào đó phải bị hạn chế, bởi vì mọi sự củng cố sức mạnh của Trung Quốc sẽ có nguy cơ gây bất lợi cho Nga trong quan hệ song phương bất đối xứng hiện nay. Chúng ta có thể sẽ thấy là Nga sẽ không ủng hộ mạnh mẽ hành động của Trung Quốc như Bắc Kinh mong đợi. Thêm vào đó, Nga gắn bó với Việt Nam từ lâu, từ thời kỳ Liên Xô hỗ trợ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đó là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, dù Việt Nam trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979. Có thể thấy rằng Việt Nam không phải chỉ là một cơ hội chính trị, chiến thuật đối với Nga, mà còn nằm trong khuôn khổ quan hệ lâu dài, cho tới mối quan hệ mật thiết, bền vững giữa hai nước.
Nga có xu hướng nả theo Bắc Kinh và đang củng cố mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực với Trung Quốc. Những tập đoàn dầu khí Nga hoạt động ở Biển Đông sẽ bị tác động như thế nào, trong khi thường thì họ có thể từ Moscow? Để trả lời cho câu hỏi này, phải biết là mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh được đánh dấu bằng sự phụ thuộc vào nhau rất mạnh về địa chính trị, và sự phụ thuộc lẫn nhau đó không liên quan đến tình trạng bất đối xứng đặc trưng cho hai nước này. Sự phụ thuộc này bắt nguồn từ ý đồ của Trung Quốc muốn hướng tới tái cân bằng các cực quyền lực trên thế giới. Như chúng ta biết là chiến lược của Trung Quốc đã khiến cho Washington ngày càng mất niềm tin, Hoa Kỳ từng bước đưa ra một khuôn khổ nhằm kiềm chế tham vọng của Bắc Kinh, đặc biệt là ở các vùng biển sát với Trung Quốc, có nghĩa là trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, được bắt đầu dưới thời Tổng thống Barack Obama với tên gọi chiến lược xoay trục sang châu Á. Chính sách này tiếp tục được mở rộng dưới thời Tổng thống Donald Trump với thương chiến Mỹ-Trung và hiện giờ dưới thời Joe Biden là Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ chiến lược với các đồng minh trong vùng, triển khai những cơ chế liên minh mới như Liên minh quân sự AUKUS được ba nước Mỹ, Úc, Anh công bố ngày 15 tháng 9 năm 2021. Trong toàn cảnh như vậy, Trung Quốc không thể đơn độc đối đầu với cả khối phương Tây. Phương Tây ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là gồm cả những nước có liên quan đến khối này, kể cả những nước ở châu Á. Bắc Kinh phải huy động mọi sự ủng hộ quốc tế để làm được việc này.